cùng là đạo đế. Diệt rồi lại phải nên chứng, đây là đạo, quý vị phải nên tu theo. Trước khi nói về vấn đề này, chúng ta hãy giải thích chữ đạo một cách chi tiết hơn. Chữ đạo theo cách viết chữ Hán thì dùng chữ tổ là đi, có nghĩa là muốn quý vị hành. Chữ này có nghĩa là đi, là bộ hành, ngụ ý rằng đạo là phải tu hành, không tu hành thì đạo này cũng vô dụng. Quý vị phải y theo đạo mà tu hành, vì đạo là hành, nếu chẳng hành sao thành đạo. Nếu không tu hành thì đạo là đạo, quý vị vẫn là quý vị, cả hai không hợp lại thành một được. Trái lại, nếu thực sự y pháp tu hành thì đạo chính là quý vị cũng chính là đạo. Đạo và quý vị không tách rời, chẳng rời nhau được. Quý vị muốn tu đạo ư? Vậy quý vị phải thực hành theo đúng như phương pháp trong đạo mà thực hành. Cho đến nói về đức thì ở đây quý vị cũng phải hành, vì chẳng hành thì không có đức. Chẳng phải chỉ có nói mà thôi, như từ sớm đến tối quý vị cứ nói phải có đức hạnh, phải có đức hạnh, phải tu cho có đức hạnh, rồi chỉ nói ở nơi miệng, mà trên thực tế thì bất cứ chuyện gì có đức cũng chẳng làm, hoặc là miệng nói về đức mà thân thì cứ tạo tội, tức vốn chẳng có chút đức hạnh nào hết. Giống như người ta treo đầu dê nhưng không bán thịt dê mà lại bán thịt chó. Nếu quý vị nói làm việc có đức thì quý vị phải thực hiện những việc có đức hạnh. Như này, nếu quý vị muốn tu đạo thì quý vị phải y chiếu theo phương pháp mà tu hành vậy. Chữ tẩu đi thêm vào chữ thủ thành chữ đạo. Thủ tức là cái đầu. Tóm lại, đạo có ý nói tu hành là một sự việc quan trọng bậc nhất, đứng hàng đầu trên thế giới này. Quý vị muốn dứt đường sanh tử thì quý vị phải tu đạo, còn như không muốn dứt sanh tử tức không cần phải tu hành. Liệu dứt sanh tử chẳng phải là sợ sanh tử? Người nào sợ sanh tử thường cảm thấy ham sống nhưng lại rất hãi hùng khi sắp chết. Liễu sanh tử là muốn thoát sanh tử chứ không phải sợ sanh tử. Quý vị muốn liễu sanh thoát tử thì việc đầu tiên là phải tu đạo, cho nên dùng chữ thủ. Nếu không tu đạo tức không thể thoát sanh tử được. Bây giờ chúng ta hãy phân tích riêng chữ thủ. Phía trên chữ thủ có hai chấm và một cái gạch ngang. Hãy tạm gác phần trên này ra và quan sát ở dưới, đó là chữ tự, nghĩa là tự mình. Đúng như vậy, tu đạo chính là tự mình phải tu, không nhờ người khác tu dùm cho mình. Chẳng phải nói, bạn phải tu, bạn phải dứt sanh tử, bạn phải làm chuyện có đức hạnh. Chẳng phải là nghĩa đó, mà là muốn chính quý vị phải tự tu và coi đó như là việc đầu tiên quan trọng nhất mà tự mình phải làm. Gạch ngang trên chữ tự là chữ nhất, nghĩa là một. Một có dụng ý gì? Mọi thứ trên thế giới này đều từ chữ nhất một mà sanh ra. Sự bắt đầu này ra sao? Nhất tức là cái bắt đầu. Khi có nhất một cái rồi, sau mới có hai, có ba, có bốn cái, có bốn rồi mới có năm, cho đến vô lượng trăm ngàn vạn 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 nhiều cái như vậy. Tất cả đều từ con số một, nhất mà sanh ra, cho nên một này là vô lượng và vô lượng cũng là một. Vì không có một thì không có vô lượng và ngược lại. Tôi tin rằng bất cứ ai cũng không có cách gì phản đối đạo lý này. Tại sao vậy? Bởi vì tôi biết số thuật, tôi hiểu số học, và trong số học thì tất cả đều bắt đầu từ con số một. Cho nên một là vô lượng và vô lượng là một. Nhưng nay chúng ta chẳng muốn một mà cũng chẳng muốn vô lượng, không một cũng không vô lượng, vậy thì biến thành cái gì? Chẳng thành cái gì hết, mà thành ra con số không. Cái con số không đó là một cái vòng tròn. Trong tiếng Anh, nó là chữ ô. Chữ ô hay con số không này thì bao la vạn hữu. Chân không cũng ở trong chữ ô này, mà diệu hữu cũng ở trong con số không đó. Số không này từ đâu có? Do sự biến dạng của chữ nhất, một, nói ở trên. Nếu quý vị lấy chữ nhất vẽ cong lại thì thành ra cái vòng tròn là số 0. Còn như mở số 0 đó ra thì nó thành chữ nhất. Chữ ô chính là bản thể của chữ nhất. Không những nó là bản thể của chữ nhất mà cũng chính là bản thể của hết thảy mọi thứ trong trời đất này.
Nó cũng là đại quang minh tạng, kho ánh sáng, cũng là Như Lai tạng tánh, tánh của Như Lai tạng, tức Phật tánh. Nói cách khác, Phật tánh là cái chữ ô, tiếng Hoa là số không. Số không này cũng đại biểu cho tất cả các thứ trên thế giới. Vào một buổi chiều nọ, tôi với một đệ tử đi trên đường và nghe một chú bé hỏi mẹ rằng: "Mẹ à, cái gì không có đầu và không có đuôi?" "Mẹ không biết." "Là một vòng tròn." Tôi hỏi chú nhỏ: "Tại sao con có ý nghĩ là một vòng tròn?" Chú bé không trả lời. Chữ ô này cũng là đại biểu cho Như Lai tạng tánh và cho tất cả mọi thứ sinh sinh hóa hóa trên thế giới. Chân không diệu hữu, diệu hữu chân không. Vòng số không chẳng có bắt đầu mà cũng không có điểm cuối. Nếu phá cái vòng số không ra, nó sẽ biến thành chữ nhất. Chữ nhất một là gì? Tức là vô minh. Có chữ nhất này là có vô minh. Khi chưa có nó thì chỉ là vòng tròn, và khi chưa phá vòng tròn thì lúc đó là Như Lai tạng tánh. Chữ nhất là khởi thủy của vô minh, cho nên lúc nãy tôi nói một là vô lượng là một. Từ một điểm phiền não sanh ra vô số phiền não, và suy ra thì vô lượng phiền não cũng khởi từ một điểm phiền não lúc đầu. Tại sao chúng ta lại tạo tác ra bao nhiêu chuyện hồ đồ? Chính là từ một điểm vô minh này. Bao việc hồ đồ tạo thành bao nhiêu nghiệp và bao nhiêu phiền não đều do cái một này mà sanh ra. Bởi vậy muốn tu đạo, chúng ta phải đem chữ nhất vãn bổn hoàn nguyên, bảo nó quay về nguồn cội của nó là biến ra chữ O. Lúc đó chúng ta mới có thể trở về nguồn là Như Lai tạng tánh, mà quay về với chân không diệu hữu. Trên chữ nhất là hai chấm tượng trưng cho một âm và một dương. Kinh dịch nói: "Nhất âm nhất dương chi vị đạo, thiên âm thiên dương chi vị tật, nhất âm nhất dương thị cá đạo, thuần âm tự biến quỷ, thuần dương tự biến thần." Đây nói một âm một dương gọi là đạo. Nếu chỉ riêng âm hay chỉ riêng dương thì là bệnh, vì thuần âm biến thành quỷ và thuần dương thì biến thành thần. Hai cái vừa nói cũng có thể coi như từ chữ nhất mà tách ra thành hai. Ngụ ý từ vô minh mà sanh ra hai thứ kiến hoặc và tư hoặc, cho nên hai chấm đó cũng là kiến hoặc và tư hoặc. Vì có kiến hoặc và tư hoặc nên sanh ra vô số các hoặc và không biết bao nhiêu là phiền não. Đây đều là do từ cái chữ nhất đó sanh ra. Nếu chúng ta muốn trở về nguồn cội thì phải biến chữ nhất thành chữ ô trở lại. Biến bằng cách nào? Chẳng khó khăn gì. Chỉ cần ngày ngày dụng công tu hành, tham thiền tĩnh tọa thì sẽ phản bổn hoàn nguyên, trở về nguồn. Tức biến chữ nhất thành chữ ô, biến thành bổn tánh đại quang minh tạng của mình, tức trở về bổn tánh là Như Lai tạng. Nghe vậy, các vị nói: "Tôi không tin có loại cảnh giới này." Do vì quý vị không tin nên quý vị mới sống trong sự hắc ám. Nếu quý vị có lòng tin, quý vị sẽ khôi phục lại kho ánh sáng đại quang minh tạng của mình. Bởi không tin pháp môn này nên từ sớm đến tối phiền não vô minh cứ bám sát theo quý vị. Vì bị chúng bám riết như vậy nên quý vị mới biến thành cái thùng khí đen, danh từ thường dùng trong nhà thiền. Đó là một cái thùng bằng trúc, trong chứa là khí đen. Nếu đủ lòng tin, quý vị sẽ khôi phục lại trí tuệ sẵn có của mình để trở về nguồn với đại quang minh tạng, và quý vị cũng sẽ đạt được đại viên kính trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí và thành sở tác trí. Như quý vị thấy, ở đây tôi chỉ nói một chút ít về nghĩa lý của chữ đạo, chớ chưa được một phần trong muôn phần. Nếu giảng chi tiết hơn thì sợ rằng chúng ta cần rất nhiều thời gian. Cũng bởi vì nó quá vi diệu cho nên không thể nói hết được. Đại sư Trí Giả chỉ giảng một chữ diệu thôi mà phải giảng trong 90 ngày. Còn chữ đạo này nếu giảng thật tường tận thì không phải chỉ là 90 ngày, mà e rằng 90 năm cũng chưa giảng xong. Đời tôi cũng đâu có dài lâu như vậy, cho nên tôi chỉ xin giảng một chút ít này thôi. Tuy nhiên,
tôi cũng nói thêm vài điều về chữ đạo này. Vừa rồi tôi có nói một âm, một dương và hai nét một âm dương hợp lại thành chữ nhân, là người. Như vậy đạo đây chẳng phải là ở trên trời, chẳng phải là ở dưới địa ngục, cũng chẳng nằm trong cảnh súc sanh hay quỷ đói, mà ở ngay trong cảnh giới nhân gian trong từng cá nhân một, chớ không phải từ bên ngoài đến. Và ai ai cũng có thể tu cái đạo đó, nghĩa là tu thành Phật đạo. Bây giờ quý vị chưa tu thành đạo, nhưng có phải vì vậy mà quý vị làm rớt mất cái đạo này không? Nó không mất đi đâu cả, bởi vì mỗi một người đều có đầy đủ cái đạo này. Nếu lấy hai chấm, một âm một dương để nói về các biểu tượng trên trời, thì một chấm là mặt trời và một chấm là mặt trăng. Nếu nói về thân thể người ta, thì hai chấm đó là chỉ cho hai con mắt. Thị đạo ưng tu ngộ pháp không? Muốn tu đạo này, quý vị phải có con mắt trí huệ. Người ngu không thể tu cái đạo này, có trí huệ mới có thể tu cái đạo này, là đưa chữ nhất trở về nguồn, thành chữ linh ô zero số 0, tức là Như Lai Tạng Tánh hay Đại Quang Minh Tạng, cũng là Phật tánh mà quý vị và tôi đều có sẵn đầy đủ. Nếu quý vị có thể khôi phục Phật tánh, tức ngay trong đời này sẽ thành Phật, mà chẳng phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu phước huệ, hay cả trăm kiếp trau dồi tướng hảo, chẳng phải chờ đợi lâu dài như vậy, mà có thể tức khắc thành Phật. Vậy tại sao quý vị không thành Phật? Bởi quý vị không hiểu biết đạo lý này, quý vị không tu đạo, cũng không ai dạy cho quý vị về đạo ra sao, cho nên đến ngày nay, quý vị vẫn còn phải sanh tử. Hết sanh đến tử, hết tử lại sanh, lên xuống trong sáu nẻo luân hồi, lẫn quẩn lanh quanh trong cái vòng tròn chữ ô đó, như bỗng chốc sanh lên trời, bỗng chốc ở dưới đất, bỗng chốc là quỷ đói, bỗng chốc là súc sanh, hốt nhiên ở thiên đàng, hốt nhiên dưới địa ngục, bỗng chốc làm thân Atula, bỗng chốc lại làm người. Quý vị cứ như vậy trôi lăn mãi, không sao bước ra khỏi vòng này. Nếu phá được chữ nhất, thì quý vị có thể trở về nguồn, quay về cội, về nơi Như Lai Đại Quang Minh Tạng, nơi gốc bổn địa phong quang của quý vị, cũng là quê hương chân thật của mình. Trở lại câu kệ tụng, thị đạo ưng tu ngộ pháp không? Đạo là phải tu, mỗi cá nhân chúng ta đều nên phải tu hành. Phải tu hành cho ngộ được lý nhân không, pháp không, cả hai đều không mà không chấp trước. Cho nên lúc nãy như trong kinh có nói, vô khổ, tập, diệt, đạo đều nên không hết. Tam chuyển tứ đế pháp luân vận. Ý nghĩa tam chuyển tứ đế này vừa được giảng xong, pháp luân vận chỉ pháp môn tứ đế, luân chuyển tới, luân chuyển lui. Thất giác bát chánh ý niệm cần. Thất giác là nói thất giác chi, hay còn gọi là thất bồ đề phần. Bát chánh là bát chánh đạo. Nếu gồm tất cả các pháp bát chánh đạo, thất bồ đề phần, ngũ căn, ngũ lực, tứ như ý túc, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tức là 37 món gọi chung là 37 phẩm trợ đạo. Thất bồ đề phần gồm trạch pháp, giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, trư giác phần, xả giác phần, niệm giác phần và định giác phần. Hành giả phải y chiếu vào 7 phương pháp này để tu hành. Trạch pháp là thế nào? Nói đủ là trạch pháp giác phần. Trạch nghĩa là tuyển trạch, lựa chọn. Pháp là phương pháp. Giác là sự hiểu rõ, cũng là nghĩa giác ngộ. Quý vị phải có con mắt chọn lựa, trạch pháp nhãn. Đối với phương pháp tu hành, có thế mới biết cái nào là pháp, cái nào chẳng phải pháp. Cũng như biết phân biệt thiện pháp, ác pháp, bạch pháp, hắc pháp. Đây có một loại sức mạnh tuyển chọn. Cho nên quý vị không thể lầm lẫn cho phải là trái, xem chánh pháp như là phi pháp, lấy đen làm trắng, cho thiện là ác. Nếu là như vậy, tức quý vị chẳng có trạch pháp giác phần. Khi tuyển chọn được pháp rồi, thì quý vị phải y theo pháp mà tu hành. Một khi dốc lòng tu theo pháp, tức cần phải tinh tấn. Cho nên điều thứ hai là tinh tấn giác phần. Tinh tấn đứng hàng thứ nhì tiếp theo trạch pháp. Tinh tấn là phải chánh tinh tấn, chớ không được tà tinh tấn. Người tu còn phải biết thế nào là chánh tinh tấn và tà tinh tấn.
Chánh tinh tấn là nói các thứ công phu như ngồi thiền, trì chú, học giáo lý, hành trì giới luật hay tu hành nhẫn nhục đều phải có một sự tinh tấn. Nếu không tinh tấn thì nay ngồi thiền, mai không ngồi thiền, nay trì giới, mai không trì giới, nay tu hành nhẫn nhục, mai không tu, đó là không có tinh tấn giác Phật. Tinh tấn giác Phật nghĩa là phải tu tập một cách đều đặn, ngày đêm sáu thời, đêm ba thời, ngày ba thời, lúc nào cũng đều tinh tấn, không ngừng nghỉ. Có tinh tấn mới đạt được vị thiền duyệt. Loại thiền duyệt này gọi là hỷ, nếu nói đủ là hỷ giác Phật. Thí dụ như quý vị tĩnh tọa tham thiền tới một mức công phu nào đó, tức sẽ cảm thấy vô cùng an lạc, vô cùng tự tại, ở trong một trạng thái hết sức thoải mái. Sự an lạc này còn hơn cả sự đê mê khoái cảm của người hút thuốc phiện, hơn hết mọi thứ hay mọi việc mà quý vị đã làm và cảm thấy khoái lạc vô cùng. Đó gọi là hỷ giác Phật. Khi đạt tới loại khoái lạc này thì cũng là cảnh giới của người ngồi thiền đạt tới trạng thái khinh an và thoải mái cùng tột. Tuy nhiên, loại cảnh giới này có lúc là chân thật, nhưng có lúc nó cũng dễ đưa hành giả tới trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Thế nào là tẩu hỏa nhập ma? Đây như là trường hợp lúc tâm của quý vị khởi lên một sự chấp trước. Muốn truy tìm cái đã qua, tìm lại cái cảnh giới mới vừa xảy ra mà mình cảm thấy rất hay đó, nên tham luyến và muốn truy tìm trở lại kinh nghiệm này, rồi chấp vào cảnh đó là thật. Do đó, ma vương chờ dịp này mà nhập vào. Nếu không chấp trước, ma vương chẳng có cách nào phá quý vị được. Nếu có tâm chấp trước, tức quý vị chấp vào cảnh giới nào, ma sẽ hiện ra cảnh giới đó cho quý vị. Bây giờ phải làm sao? Quý vị phải áp dụng trừ giác Phật. Pháp thứ tư trong thất giác chi, tức quán chiếu thẩm tra các ác pháp để làm cuộc thanh lọc, tức trừ khử các pháp nào không đúng, mà chỉ cần giữ lại các pháp chân chánh. Cái không đúng chính là cái mà quý vị đã chấp trước đó, quý vị phải trừ bỏ. Lúc quý vị trừ khử sự chấp trước lại là lúc áp dụng pháp xả, nói đủ là xả giác Phật. Quý vị phải xả bỏ vọng tưởng chấp trước, nếu không quý vị sẽ không đắc được tam muội, không thể đắc được thất bồ đề phần. Sau khi xả bỏ các vọng tưởng chấp trước là lúc quý vị phải bảo tồn, giữ lại niệm, là niệm niệm tinh tấn. Nghĩa của tinh tấn đã nói rồi, quý vị phải bảo tồn chánh niệm, không lúc nào quên. Nên niệm tư tại tư là niệm niệm không quên sự tu tinh tấn. Và có tinh tấn thì sẽ tới lúc quý vị chứng được định, tức định giác Phật, là thất bồ đề phần hay cũng gọi là thất giác Phật. Còn bát chánh đạo thì bao gồm 8 thứ như sau. Thứ nhất là chánh kiến. Kiến đây là từ chữ ý kiến. Cái thấy trong ý nghĩ của quý vị, cái thấy đó phải chánh đáng, tức kiến giải. Sự hiểu biết của quý vị cũng phải đúng, phải chính xác. Nếu có cái thấy không đúng, sẽ dễ khiến quý vị đi vào lối rẽ. Còn như có chánh kiến thì quý vị sẽ đi vào đường chánh đáng ngay thẳng. Thế nào gọi là chánh kiến? Thế nào là tà kiến? Thí dụ như nói, tôi phải học Phật Pháp, vì Phật Pháp là chánh đáng rất nên tu học. Đó là chánh kiến. Còn tà kiến thì thí dụ như học đánh bạc, học theo lối du thủ háo nhàn, du thủ du thực, chơi bời phóng đãng, học lười biếng, học cách hại người, đó là tà kiến. Như vậy đủ thấy rằng chánh kiến rất là trọng yếu. Có chánh kiến rồi mới có sự nghĩ ngợi đúng đắn, tức chánh tư duy. Từ cái thấy của quý vị giúp quý vị suy tư, biết sự việc nào là đúng, sự việc nào là sai. Thí dụ quý vị nghĩ rằng tu học Phật Pháp đối với đời người là một điều rất phải, không sai trái, đó là chánh tư duy. Còn tà tư duy thì sao? Như quý vị nghĩ rằng thời đại khoa học này học Phật Pháp chẳng có ích lợi gì, vì giảng tới giảng lui chỉ là khuyên mọi người làm việc lành, làm người tốt. Nhưng trên thực tế, ai là người tốt chứ? Chẳng có ai hết, toàn là những người xấu. Tôi thấy có người chuyên làm những chuyện bậy bạ, vậy mà y cũng có tiền để tiêu xài, có rượu để uống, cái gì cũng có. Nếu có ý nghĩ tu học Phật Pháp chẳng hay ho gì, đó chính là động lực đẩy người ta vào con đường tà.
Cho nên nếu có chánh tư duy, tức sẽ không phạm vào điều đó. Có chánh tư duy rồi mới có chánh ngữ. Chánh ngữ là dùng những lời nói chánh đáng giúp người ta không bước vào đường ta, và cũng không nói những lời điên cuồng như kẻ sai, mà ta phải nói những lời đúng đắn, chính xác, khiến ai nghe cũng thấy hoan hỷ và vui vẻ làm theo. Có chánh ngữ rồi tức nên có chánh nghiệp, tức là kiếm một công việc làm chánh đáng. Một chức vụ mà ai ai cũng công nhận là tốt, chứ không phải là làm các nghề phạm pháp. Thứ năm là chánh mạng. Vì quý vị có nghề nghiệp chánh đáng nên sanh mạng của quý vị cũng được chánh đáng. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Quý vị phải tinh tấn làm những việc chánh đáng, chứ không phải tinh tấn làm những việc không chánh đáng. Thứ bảy là chánh niệm. Thứ tám là chánh định. Trên là nói về bát chánh đạo. Tứ như ý túc gồm có dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, niệm như ý túc và tư duy như ý túc. Tứ niệm xứ gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Đó là bốn nơi để quán tưởng và quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã. Tứ chánh cần gồm bốn thứ sau. Nói về mặt thiện: 1. Đối với căn lành chưa sanh thì làm cho sanh khởi. 2. Căn lành đã sanh rồi thì làm cho tăng trưởng. Còn về mặt ác: 3. Những điều ác chưa sanh thì không cho sanh khởi. 4. Những điều ác đã sanh rồi khiến đoạn trừ, chấm dứt. Ngũ căn gồm có tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Năm căn này sanh ra năm lực gồm tính có tính lực, tấn có tấn lực, niệm có niệm lực, định có định lực và huệ có huệ lực. Tổng kết lại, ngũ căn cộng ngũ lực thành 10 món, thêm vào tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thất bồ đề phần và bát chánh đạo nữa là thành 37 phẩm trợ đạo. Nhất đáng quán thông thành thánh quả. Quý vị tu tập 37 phẩm đạo vừa kể tới một lúc nào, tức sẽ hoát nhiên thấu suốt, hốt nhiên hiểu rõ hết mọi thứ. Và như vậy là chứng đắc được quả thánh như ý nghĩa của câu tụng trên, nghĩa là một sớm quán thông thành quả thánh. Thiên chân hữu dư nải hóa thành. Quý vị không nên trụ tại thiên chân hữu dư nải hóa thành. Thiên chân là một phần chân lý, hữu dư là niết bàn hữu dư. Thiên chân hữu dư niết bàn là hóa thành, do biến hóa ra chứ không phải là thật. Dù đạt được cảnh giới này cũng chỉ mới chứng được niết bàn hữu dư, không phải là niết bàn cứu cánh. Cho nên hành giả không nên dừng lại chỗ này mà vẫn phải tiến về trước tiếp tục tu.